Tối ngày 20 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức khai mạc liên quan tiếng hát từ biên giới tỉnh An Giang lần thứ 5 năm 2022. Đến dự có Đại tá Lê Quang Diệt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Liên quan tiếng hát từ biên giới được diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2022. Liên quan lần này có 5 đơn vị quyện, thị xã, thành phố biên giới tham dự, thành phố Châu Đốc, quyện Tri Tôn, tỉnh Biên, An Phú và thị xã Tân Châu. Với 20 tiết mục cùng sự tham gia của 180 diễn viên là cán bộ sĩ quan, chiến sĩ, bộ đội biên phòng cùng với các diễn viên quần chúng địa phương các tiết mục tham gia liên quan lần này tập trung vào chủ đề ca ngợi đảng bác hồ bác tôn hình ảnh tình cảm hoạt động chiến đấu lao động học tập của lực lượng vũ trang nhân dân tình đoàn kết gắn bó với nhân dân dùng biên giới tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân và dân hình ảnh quê hương đất nước con người an giang được thể hiện qua các thể loại như đơn ca sông ca tấp ca múa tiểu phẩm chập cải lương liên quan được tổ chức nhằm duy trì tốt phong trào dân quá gian nghệ ở địa bàn khu vực biên giới góp phần giao lưu học hỏi thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân dùng biên giới tạo môi trường gian quá lành mạnh phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ giao lưu văn quá của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống gian quá ở dùng biên giới sau phần khai mạc, các đội đã tham gia thi diễn thành phố Châu Đốc, huyện Tri Tôn và tỉnh Biên.